Các em vào đây. Anh dẫn bọn em đi mua giày đấy ạ. Đúng rồi, dép thì rách thế kia, trời lại lạnh nữa, nên anh mua tặng mỗi đứa một đôi. Dạ. Thôi không phải ngại đâu, đây là cửa hàng nhà anh mà, cây nhà trồng được, yên tâm nhá. Dạ vâng ạ. Đợi một chút, anh nghe điện thoại. Hai đứa vào chọn giày trước đi rồi anh vào. Thoải mái lên, vào đấy chọn cho mình một đôi ưng ý nhá. Đi vào đi. Dạ vâng ạ. Alo. Em về công ty rồi à? Cái tài liệu anh để ở trên bàn đấy. Ủa? Em chào hai anh. Dạ. Hai anh đến mua giày ạ? Dạ vâng ạ. Hai anh kia, hai anh làm gì đấy? Dạ. Không thấy phải bỏ giày dép ở ngoài à? Ôi chết, em không biết ạ, em xin lỗi ạ. Vừa mới lau nhà xong, bực cả mình. Mình đã được. Đi đâu ấy? Dạ, em đi mua giày ạ. Có tiền không mà mua? Có. Xem đi. Con gái thành phố ghê gớm mày nhỉ. Công nhận đấy. Mà có nên xem nữa không? Xem chứ sao không. Anh ấy bảo tặng mỗi người một đôi mà. Trời thì lạnh, có đôi giày đi có phải thích không? Thì xem đi. Wow, nhiều giày xịn thế. Ôi đẹp quá mày ơi. Đôi đẹp lắm mày. Nhiều bé quá. Tao hỏi sai nhá. Chị ơi, đôi này có size 42 không ạ? Có. Chị lấy cho em thử với ạ. Anh xem lại giá đi. Đôi này đắt lắm đấy. Anh mua được thì tôi mới lấy cho. Còn không thì mời anh ra ngoài, rẽ trái. Ngoài kia có bán dây hàng chợ, giá rẻ mà size gì cũng có. Cô nói gì vậy? Cô không lấy cho tôi thử thì làm sao tôi biết vừa hay không để mà mua chứ? Một số người không mua nổi mà cứ hỏi cho sang mồm. Tất vào rồi hãng thử. Đừng có để đôi chân dơ bẩn đấy chạm vào giày của tôi. Cô hơi bị khinh thường người khác quá rồi đấy. Nhìn lại bộ dạng của hai người đi. Trông có giống ăn mày không? Tôi không đuổi hai người ra là may rồi đấy. Thái độ cô như vậy là sao? Sao cô lại khinh thường khách hàng như vậy? Việc của anh à? Cô biết tôi là ai không? Mà thôi, cô là nhân viên mới à? Tôi không có phận sự phải trả lời anh. Cô có nghe câu khách hàng là thượng đế không? Dù họ là ai, người ăn xin, người ăn mày, người nông dân hay bất cứ ai đi nữa, khi họ bước vào cửa hàng Z-Store, họ đều là khách hàng của mình. Tôi không ngờ có một loại nhân viên khinh thường người khác như cô đấy. Anh là cái gì mà đòi dạy đời tôi? Anh không đủ tuổi nhá. Cô sẽ bị đuổi việc khỏi đây. Z-Store không bao giờ có một loại nhân viên như cô. Đuổi việc tôi á? Anh biết tôi là ai không? Tôi là em họ của trợ lý giám đốc kinh doanh chuỗi cửa hàng này đấy. À, ra thế. Bảo sao cô tự tung tự tác như vậy? Ừ, thì sao? Tôi như thế đấy. Còn chúng mày, mua được thì mua, không mua được thì cút. Cô! Chị, may quá chị đến rồi. Sao thế? Có mấy người vào phá cửa hàng chị ạ. Em chào giám đốc ạ. Tài liệu của anh đây ạ. Đây là em gái của em à? Dạ vâng ạ. Đuổi việc ngay cho tôi. Ồ, sao lại thế ạ? Sao anh lại đuổi việc nó ạ? Em thử hỏi cô ấy mà xem. Giám đốc, anh cho em xin lỗi.
Em không biết anh là giám đốc ạ. Anh cho em một cơ hội nhá. Em nếu không làm ở đây, em không biết làm ở chỗ nào nữa ạ. Không ai chịu thay lỗi lầm của cô đâu. Nếu cô biết có ngày hôm nay, sao không hối cải ngay từ đầu đi? Nếu cô là giám đốc, cô có nhận một người nhân viên như cô không? Em không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng anh có thể cho em ấy một cơ hội được không ạ? Dù khách hàng là bất kỳ ai, khi họ đã bước chân vào đây thì chúng ta phải tôn trọng họ. Nhưng cô ấy không làm được điều đấy. Tôi không cần một người nhân viên như cô. Còn em nữa, lạm dụng chức quyền, quản lý phòng nhân sự lỏng lẻo trong việc tuyển dụng sẽ bị phạt theo nội quy của công ty, cắt hết mọi lương thưởng Tết vì những sai lầm của mình. Vâng ạ. Còn hai đứa, qua đây chọn giày. Đây, anh giới thiệu cho nhá. Đây, hai đứa hợp rất là đồng với những đôi giày này này.